Thưa quý vị, sau 3 tuần hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ nhân lực tại Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Dạ chiến tại Trung tâm Y tế Hòa Vang, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đã chia tay các đoàn y tế tình nguyện cuối cùng rời Đà Nẵng trở về địa phương. Đó là đoàn y tế tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, tỉnh Nghệ An và Công ty Cổ phần Y khoa Hoàng Mỹ. Cùng dự buổi chia tay có đại diện Sở Y tế Đà Nẵng. Theo đó, đoàn công tác y tế tình nguyện tỉnh Nghệ An có 16 thành viên đến Đà Nẵng vào ngày 20 tháng 8 tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19. Nguồn nhân lực này đã đến hỗ trợ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện Dạ chiến tại Trung tâm Y tế Hòa Vang. Đoàn Công ty Cổ phần Y khoa Hoàng Mỹ có 10 thành viên đến Đà Nẵng ngày 17 tháng 8. Đa số các thành viên trong đoàn đã đến hỗ trợ Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Dạ chiến tại Trung tâm Y tế Hòa Vang và những thành viên còn lại sẵn sàng hỗ trợ cho Bệnh viện Dạ chiến thành phố tại Cung thể thao Tiên Sơn khi có lệnh. Qua gần một tháng hỗ trợ đồng nghiệp tham gia cứu chữa người bệnh mắc COVID-19, nhiều thầy thuốc không chỉ vui cùng Đà Nẵng chiến thắng được dịch bệnh mà còn học hỏi nhiều kinh nghiệm về mô hình tổ chức Bệnh viện Dạ chiến tại Đà Nẵng. Trong cái lần công tác này thì ngoài cái việc là chung tay và hỗ trợ cho ngành y tế và nhân dân Đà Nẵng thì đoàn cũng đã học tập được rất nhiều cái kinh nghiệm từ cái việc tổ chức khống chế dịch bệnh này cho đến việc tổ chức các cái đơn vị điều trị, đặc biệt là cái mô hình bệnh viện dã chiến. Đấy, ở đây thì bọn anh thấy rằng thành phố Đà Nẵng làm được rất tốt cái việc này. Trước khi mà cái thời điểm đầu của cái dịch bệnh xảy ra nhà thì chúng ta dự kiến là cũng phải 3 đến 4 tháng thì mới có khả năng để khống chế và đẩy lùi được dịch bệnh. Nhưng đến thời điểm này chẳng hạn thì sau gần 50 ngày thì chúng ta đã khống chế được dịch bệnh và đẩy lùi được dịch bệnh và trả lại cái cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đến thời điểm này thì tạm thời ở Bệnh viện Đà Nẵng đã không còn ở tại khoa thận nhân tạo, đã không có bệnh nhân dương tính. Thì đó cũng là điều mừng, vui vẻ. Đó cũng là điều khích lệ để mà cả đoàn cảm thấy cái việc làm của mình là có ý nghĩa hơn. Mọi người làm việc rất là tích cực, rất là có tâm. Thì hy vọng là mọi người ở đây sẽ tiếp tục công việc và không có dịch bệnh, sẽ càng ngày càng được kiểm soát tốt hơn và không có vấn đề tái nhiễm những ca khác nữa. Thì chúc mọi người được vui vẻ, thành công trong công tác chiến đấu chống lại SARS-CoV-2. Với tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết với nghề, các thành viên trong các đoàn đã tham gia rất tích cực mọi nhiệm vụ theo sự phân công của Sở Y tế Đà Nẵng và đơn vị tiếp nhận. Các thành viên trong đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác tại Đà Nẵng. Đến nay, đã qua 15 ngày thành phố không có ca mắc COVID-19 mới. Tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng đã được kiểm soát, các bệnh viện Đà Nẵng đã đi vào hoạt động ổn định. Việc hỗ trợ kịp thời của các tình nguyện viên của ngành y tế đã góp phần cùng Đà Nẵng sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Được lệnh điều động vào giúp cho thành phố. Rất là vui là cái sức sống của người Đà Nẵng, cái sức sống của chúng ta sau hơn một tháng rưỡi bị cầm lại, bị chứng lại, có thể là bị giam hãm lại, thì bây giờ nó bùng phát ra một cách rất mạnh mẽ. Thành phố bắt đầu là cũng vui vẻ, người dân bắt đầu cũng ra đường khi mà có những cái nhu cầu cần thiết, quán xá, phố phường được phép hoạt động trở lại, người dân được đi tắm biển. Tuy nhiên, chúng ta hiện nay cũng đang phải còn một số những cái hạn chế nhất định, đó là phải thực hiện những cái biện pháp chống dịch ở trong cộng đồng tối thiểu. Và ngày hôm nay thì có lẽ cũng vì vậy mà các bạn thấy rằng cũng đã yên tâm phần nào đó với là sứ mệnh của mình và muốn được nói lời chia tay để trở về quê và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau lại nhau một cái dịp khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ ân cần thăm hỏi sức khỏe, cảm ơn các thành viên trong đoàn công tác và đã gửi lời cảm ơn đến cán bộ và nhân dân tỉnh thành cả nước đã hỗ trợ Đà Nẵng cả tinh thần lẫn vật chất, giúp thành phố nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh. Trong cái niềm vui to lớn ngày hôm nay, cho phép tôi được thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng gửi đến các bạn những cái lời cảm ơn vô cùng sâu sắc. Và cũng qua các bạn cũng xin được truyền tải cái lòng biết ơn của chúng tôi, của những người dân của chúng tôi
của cả ngành y tế đến các bạn, đến với lại nhân dân của Nghệ An, cũng như toàn thể cái tập thể lãnh đạo và y bác sĩ của Bệnh viện Phòng Mỹ. Các bạn đã không quản ngại cái khó khăn, không quản ngại cái sự tốn kém, không quản ngại cái sự nguy hiểm, đã hưởng ứng lời kêu gọi của chúng tôi và đã sẵn sàng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ cũng đã tiễn đoàn công tác y tế tình nguyện thành phố Hải Phòng và 3 thành viên Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành cách ly 14 ngày tại Đà Nẵng. Đà Nẵng đã trở thành trạng thái bình thường, phố phường, quán xá, bãi biển đông vui tấp nập. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ lưu ý, người dân không nên chủ quan lơ là, vẫn cần thực hiện các biện pháp chống dịch trong cộng đồng.